Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Nghe Lậu Mobile nha. Thì mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game mới nha anh em. Tiên kiếm kỳ hiệp. Thì anh em thấy như trên màn hình á, một con game tiên kiếm kỳ hiệp, một game 3D nha anh em. Thì con này đã được vượt quá hoàn toàn nha anh em. Đấy. Vượt quá rất là chuẩn luôn. Thì con này sẽ chính thức open server mới nha. Đấy, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mấy anh em một cái server mới về con game này nha anh em. Thì con tiên kiếm kỳ hiệp sẽ chính thức open server 1 nha anh em vào lúc 14 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2023. Đấy, 14 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2023 chính thức open server 1. Thì con này sẽ free cho mấy anh em là bốn cái cody hết anh em. Bốn cái cody này thì anh em sẽ nhập nó trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Khi mấy anh em tạo tài khoản á, thì mấy anh em sẽ được tặng là 888 triệu kim ngân bảo nha anh em. Đấy, 888 dạng kim ngân bảo. Đặc biệt cái bản này là anh em có thể train quái gơi kim ngân bảo luôn nha. Thì những anh em cài chai thì có thể chơi được cái bản này nha anh em. Anh em treo máy upline vẫn nhận được kim ngân bảo nha anh em. Đấy, săn boss thì rất đồ VIP nè, ở tất cả các dược phẩm kia mấy anh em săn boss nha, rất là ngon luôn. Thì mấy anh em có thể tải cái con này tại cái đường link là đây, anh em có thể tải con này tại cái trang chủ này nha anh em. Đấy thì link mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em. Thì ở đây nó có những cái phiên bản mà anh em tải nha. Thì con này chưa có iOS nha anh em, thì anh em có thể tải chơi trên PC nè, Android hay điện thoại ha. Con này thì chưa có iOS. Thì ngoài những cái cody tân thủ á, thì mấy anh em có thể tham gia thêm những cái sự kiện nha. Chẳng hạn như là sự kiện lái xe nè, thì anh em làm đều tất cả các bước á, thì anh em gửi về thì anh em sẽ nhận được phần thưởng là 100 triệu kim ngân bảo nha anh em. Và set đá VIP cấp 15 nha, thú cởi VIP, thiên giới tọa kỵ VIP. Đấy, đấy là phần quà của sự kiện live xe nha anh em. Thì trong game thì anh em có thể tham gia thêm các event như là đua top nè, event phân cứng, đánh giá fanpage nữa ha, chia sẻ máy chủ mới nè, để nhận quà tích lũy nạp đồ, event khuyến mại nạp thẻ đồ, nó rất nhiều event cho mấy anh em chơi nha anh em. Thì anh em có thể theo dõi cái fanpage thường xuyên thì mấy anh em cập nhật thêm những cái thông tin để mấy anh em tham gia và nhận được những cái phần quà về cho mình nha anh em, để rất là ngon nha. Đấy, anh em nhớ nha anh em, server sẽ chính thức open server 1 nha anh em. Đấy, vào lúc 14 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2023 nha anh em. Rồi đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Thì mấy anh em ở đây mấy anh em có thể dùng thẻ cào nè, ví Momo ngân hàng để mấy anh em nạp thẻ để chơi game nha anh em. Thì một con game cày cuốc thì anh em mua thích cài thì cài, không thì anh em có thể nạp thẻ để nhanh để tiến độ chơi game của mấy anh em nha. Đấy, thì đây những hình thức cơ bản để mấy anh em nạp thẻ nha anh em. Thì cái phần cody á, thì mấy anh em vào phần VIP cody ở đây ha, thì mấy anh em sẽ chọn máy chủ nha anh em. Sau khi up phone thì mấy anh em sẽ chọn máy chủ, xong mấy anh em nhập tất cả các mã cody vào đây nha anh em. Thì nó có thêm những cái phần quà tích nạp nè, ở đây mình thấy có nhận quà tích nạp nè ha, quà đua top nè, quà phân cứng nè, quà chia sẻ nè. Đấy, anh em thực hiện tham gia cái nào thì anh em sẽ nhận được những phần quà tương ứng nha. Đây là phần quà tích nạp nha anh em. Thì mấy anh em đạt được những cái cột mốc ở đây thì mấy anh em sẽ nhận được những phần quà tương ứng nha. Ở đây mình thấy rất là nhiều phần quà luôn. Đấy, anh em có thể tham khảo thêm trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Đây là những cái cục mốc và nếu mà anh em đạt được thì anh em sẽ nhận được những phần quà tướng ở đây. Đấy, thí dụ như đây là cái mốc 1 triệu nè, thì anh em sẽ nhận được rất là nhiều phần quà luôn. Đấy, rất là nhiều luôn. Rồi anh em có thể tham khảo thêm trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Thì đây là bốn cái cody nha anh em. Anh em nhập vào nha anh em. Thì ở đây thì mình là chỉ làm demo cho mấy anh em là một cái thôi nha. Đấy, vào phần VIP cody nha. Anh em nhớ được sau khi open thì anh em sẽ nhập cody vào nha anh em. Để nhận cody thành công nha anh em. Rồi quay trở lại game thì anh em sẽ vào cái phần thư ha. Thì anh em nhận cái phần cody của mình nha. Nói chung là rất nhiều phần quà, mình mới nhập có một cái cody thôi nha anh em. Anh em sẽ nhận nhập hết ba cái còn lại mấy cái cody nữa nha anh em. Anh em nhập hết nha. Thì mình sẽ mở cái gương mình lên thì ở trong đây nó có
Anh em sẽ dùng cái kim vương bảo này nè, anh em sẽ lên được whip nha. Đấy thì anh em dùng, khi mà anh em tạo tài khoản là sẽ có cái phần kim vương bảo này nha anh em. Anh em dùng thì nó sẽ tăng lên thêm được cái kim vương bảo không phá nha, và tăng whip nha anh em. Thì anh em sẽ nhận được những cái phần quà nạp đầu nè, đấy quà nạp đầu nè, đấy rất là ngon nha. Đấy, đây là những phần quà nạp của anh em nha. Đây anh em thấy thông tin không? Tất cả đều vượt quá. Đây những danh hiệu. Đây, những danh hiệu đã được vượt quá hoàn toàn luôn nha anh em. Đấy rất là ok luôn, game rất ok nha anh em. Đây. Những danh hiệu khi mà anh em đặt được thì anh em có thể đeo lên nha anh em, tăng lực chiến rồi ha. Rồi thì những anh em nào mà không thích chơi game tool, game tool GM thì có thể thích chơi cái dạng cày cuốc á, thì mấy anh em có thể chơi con này nha anh em. Đấy cày cuốc, server siêu cày cuốc, anh em có thể tham gia cái con này nha anh em. Lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha, server 1 nha anh em, server 1 sẽ chính thức open vào lúc 14 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2023 nha anh em. Đấy anh em nhớ vào chơi cho nóng luôn nha anh em. Giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mà để trong phần mô tả nha anh em, cũng như cô đi nha. Anh em vào mà lấy giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha.